Alo, ai vậy? Em xin lỗi, em biết là anh đang hoang mang lắm. Bởi vì những lời em nói sau đây sẽ liên quan đến cả cuộc đời anh sau này. Ủa, cô là ai mà giờ này gọi cho tôi mà nói gì vậy? Dạ, chuyện như thế này. Bên công ty của em có bán sim số đẹp, có số cặp, số tiếng, số tư quý, số đầu, số đuôi, số nào cũng đẹp, số nào cũng có ý nghĩa. Con số may mắn sẽ mang đến cả cuộc đời hưng thịnh. Anh đến với công ty em nha. Có điên không? Có điên không mà chạy này gọi bán sim? Tôi không có nhu cầu mua sim số đẹp gì hết trơn á. Dạ, nếu như anh không có nhu cầu mua sim thì bên em có dịch vụ bán lô đất nền anh à, nằm trong nội thành, khu vực sông Sài Gòn, vị trí đắc địa, hẻm xe hơi rộng 10 mét, gần trường học, gần bệnh viện. Cô để dành cái lô đất nền á, cô mua cho cô đi nha. Ngay bây giờ mấy giờ rồi hả? Cô có khùng không gì hả? Tôi khẳng định với cô là tôi không có nhu cầu mua lô đất nền. Nếu như mà không có nhu cầu đất nền á thì hay lắm anh à. Nói không phải nói xui nghe, lỡ mà anh nói chuyện với em xong anh ra đường anh bị xe đụng chết tươi á là không có cơ hội mua bảo hiểm đâu á. Nè em gái, em gái. Dạ. Em có bồ chưa? Tất nhiên là chưa. Chưa đúng không? Làm sao có thằng nào nó dám yêu em? Em quá vô duyên. Em biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa? 3 giờ rưỡi rồi. Em gọi cho người ta em nói điên nói khùng cái gì? Bây giờ tôi khẳng định với em một lần cuối là tôi không có nhu cầu mua sim số đẹp, tôi cũng không có nhu cầu mua lô đất nền, và tôi cũng không có nhu cầu mua bảo hiểm trọn đời. Anh ơi, như vậy thì may quá à. Tại vì bên công ty của em vừa ra mắt một chương trình mới đặc biệt dành cho khách không có nhu cầu như anh vậy nè. Anh đến với công ty của em nha. Con điên. Alo, muốn gì? Alo, anh ơi, anh suy nghĩ lại chưa anh? Suy nghĩ cái đầu mày, mày tin không? Mày gọi lên một lần nữa tao tự đập cái điện thoại tao đó. Con điên. Mày mà có chồng tao con mày. May quá, có lon Mirinda uống chống sợ hãi, em rồi. Alo. Ai à? Dạ bác trai, dạ bác trai. Con là Xin nè. À. Xin bạn của Đức, con trai bác đó. À. Con nói bác nghe, con biết là cũng khuya rồi, tại có chuyện quan trọng thì con mới gọi, chứ không thôi là con cũng không có gọi giờ này. À. Bác ơi, con có chuyện quan trọng muốn nói với Đức. Con sợ làm phiền giấc ngủ của nó. Nó cũng muốn gọi cho bác, hỏi bác là
Thằng Đức nó ngủ chưa bác? Trời đất ơi, mày sợ phá giấc ngủ nó mà bây giờ mày đang phá giấc ngủ tao nè. À, dạ, con xin lỗi bác, dạ, con xin lỗi bác. Dạ, vậy thôi, dạ, bác ngủ đi nha, bác ngủ đi nha. Dạ. Thiệt kinh. Con xin nè bác. Hả? Mày nữa hả? Dạ, bác bình tĩnh, bác bình tĩnh. Cái chuyện con gọi cho ông Đức nó quan trọng quá. Bây giờ bác thương con, bác qua phòng của ông Đức á, bác coi là nó ngủ rồi hay là chưa. Nếu mà nó ngủ rồi á, bác điện cho con biết để con đừng có gọi con quấy rầy nó nha bác. Mày cha tao à? Tao đang ngủ mà mày kêu tao qua phòng nó làm sao? Thôi dạ con xin lỗi bác. Dạ thôi dạ con chúc bác thanh thản. Gì thanh thản? Chết thằng nào thanh thản? Dạ con xin lỗi bác, con xin lỗi bác. Thôi bác ngủ đi, bác ngủ đi nha. Dạ. Trời đất ơi, thứ gì ốm binh gì vậy trời. Bực mình tìm được giấc ngủ khổ sở. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mày phải không Khiền? Ủa sao mày biết hay vậy? Biết sao không biết? Không ai gọi tao ban đêm á, chỉ có mày nãy giờ là ba cuộc rồi nè. Mày muốn cái gì mày nói đi. Dạ con nói thiệt bác nghe là hồi nãy con gọi cho bác qua hai cái cuộc nói chuyện với bác. Con thấy cái thái độ của bác là con biết bác đang rất là giận con. Nên con chỉ gọi điện thoại, con nói cho bác biết một cái điều là con hối hận lắm rồi. Mày hối hận không vậy đó hả? Dạ thôi con nói tiếp. Không mấy nếu mà vậy thì thôi bác lỡ rồi bác qua bên phòng của ông Đức á. Bác coi là nó về nhà hay chứ. Mày nín. Mày cha tao chứ. Dạ con chúc bác ngàn thu yên giấc. Cái gì mày nói gì đó? Mày làm như mày chúc tao chết. À không. Good night bác. Dạ con xin lỗi. Good night bác. Khóa máy luôn. Thằng này chắc dâm nào dâm nó chắc. Alo. Alo. Dạ bác gái hả? Ai vậy? Dạ Xin, bạn của đứa con trai bác đó. Xin, thì giờ này là điện thoại con, chuyện gì á? Con xin lỗi là con đang gọi giờ này, nhưng mà con có chuyện quan trọng lắm muốn nói với Đức. Mấy phiền bác, bác qua phòng Đức coi là nó có ngủ hay chưa nha bác. Rồi, theo con giờ này, nó thức hay nó ngủ? Dạ ngủ. À, vậy con gọi làm chi? Nhưng mà biết đâu nó có thể thức, giống như con bây giờ nè bác. Trời ơi, chuyện gấp gáp gì làm ơn thôi để sáng đi con. Bây giờ mày đánh thức người ta. Trời ơi, gì vậy? Dạ con xin lỗi bác. Con nói thiệt bác nè, đợi sáng không được đâu, chuyện quan trọng lắm. Con muốn gọi cho Đức trong đêm nay bác ơi. Dạ bây giờ thôi dùng máy bây giờ bác thương con. Bác thử coi là nó ngủ hay chưa. Mày điên hả Xin? Ai mà thức với mày mà mày hỏi nó. Dạ hình như bác đang ngủ phải không bác? Trời ơi, chứ mày nghĩ coi tao già cả tuần tuổi này tao thức làm đấm ôn gì hả Xin? Dạ mấy giờ thôi, bây giờ thôi lỡ phiên rồi. Phiền bác qua bên phòng của bác trai á. Bác xin lỗi với bác trai giùm con nha. Tại vì hồi nãy con có gọi cho bác trai mấy cuộc điện thoại, hình như là bác trai giận con á. Bác qua bác xin lỗi giùm con nha. Có liền. Gọi điện thoại nè. Gì vậy? Alo. Con Xin nè bác. Hả? Trời ơi mày hoài vậy. Con làm cho bác thức giấc. Ở giữa đêm là con sai lắm rồi. Nếu con gọi điện thoại, con chỉ muốn nói xin lỗi bác thôi à.
Tao không cần mày xin lỗi, mày để cho tao yên. Vậy thôi, chú bác yên nghỉ. Dạ. Khóa cái máy điện thoại lại luôn đi. Bà biết nói sao mà còn đưa điện thoại cho tôi nghe chi vậy? Để tôi được giải thoát. Vì sao mà ngủ được đi? Alo. Alo. Bà ngoại hả bà ngoại? Hả? Con là Xin nè. Xin nào? Xin là bạn của Đức. Đức là con của bác trai với bác gái đó. Bác trai bác gái là con của ngoại đó, mà nhớ không? Ừ vậy hả? Rồi sao giờ này gọi điện thoại làm chi vậy trời? Dạ thưa ngoại, con có một chuyện quan trọng muốn nói với thằng Đức. Mà con sợ làm phiền giấc ngủ nó quá, nên con mới gọi con hỏi ngoại là không biết là ngoại biết là thằng Đức nó ngủ hay là chưa ạ? Ê, mày sợ thằng Đức mất ngủ hả? Sao mày không nghĩ tới cái chuyện mà bà ngoại mất ngủ mày? Mày biết bà ngoại hôm nay bao nhiêu tuổi rồi không? Ê, sao mày có duyên quá vậy mày? Dạ, dạ. Dạ, 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 dạ thôi. Dạ, dạ, ngoại ngủ nha ngoại. Dạ, con xin lỗi ngoại. Dạ, dạ. Kiểu này làm sao ngủ được nữa. Đâu, ôi. Gì nữa? Dạ con Xìn nữa nè ngoại. Sao vậy Xìn? Trời ơi ngoại ơi, hồi nãy con nghe cái giọng ngoại nói chuyện là con biết là con phá giấc ngủ của ngoại rồi, là con sai lắm rồi. Nên con gọi điện thoại, con chỉ muốn nói với ngoại biết một điều rằng con thề với ngoại luôn là từ nay về sau con sẽ không gọi cho ngoại như vậy nữa đâu. Con thề luôn đó. Mày thề thì mày để trong bụng mày đi. Mày nói với tao làm gì? Tao không biết là từ đây về sau mày có gọi tao nữa hay không, nhưng mà có điều chắc chắn là tao biết là từ đây tới sáng coi như tao thức trắng. Dạ 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 thôi con xin lỗi ngoại. Dạ dạ thôi ngoại ngủ đi ngoại. Dạ dạ. Khỏi. Tao cảm ơn mày nghe Xin. Khổ. Alo. Alo. Ai vậy? Chị Tiên hả chị Tiên? Ờ, Tiên đây. Chị Tiên là chị của Đức đúng không? Ờ, đúng rồi, ai vậy? Em nè. Xin nè, Xin là bạn Đức á chị nhớ em không? À, Xin nào ta? Trời ơi, chị không nhớ em hả? Em là bạn của Đức đó. Em ơi, giờ này em gọi chị không có nhớ gì hết mà em có chuyện gì không em? Trời ơi, em xin lỗi chị. Em nghe cái giọng chị như là chị đang ngáy ngủ đúng không chị? Trời ơi em ơi, giờ này ai mà thức nổi nè em. Mà sao chị ngủ rồi chị nghe điện thoại em chi vậy? À, em là sao em gọi chị mà. Chị thôi chị ngủ đi. Chị đừng có nói nha, chị nói vậy em áy náy lắm, em nói thiệt á. Thôi thôi chị đi ngủ đi, chị đừng nghe nữa. Trời ơi cái gì vậy trời. Xin nè. Trời ơi chuyện gì nữa với em? Hồi nãy em nghe cái cách chị nói là em biết là chị có buồn em. Tại vì em có chuyện quan trọng muốn nói với thằng Đức. Nên bây giờ em chỉ muốn chị làm cho em một chuyện đơn giản. Nếu mà chị thương em, chị coi giùm em là thằng Đức nó ngủ rồi hay chưa, để em biết đường em gọi cho nó. Tại vì em rất là sợ em phiền giấc ngủ của nó, chị hiểu không? Em ơi, thật ra chị cũng buồn thiệt, nhưng mà chị buồn ngủ nhiều hơn em ha. Em sao em không gọi cho nó luôn? Chị ơi, bây giờ em gọi cho nó rồi lỡ nó ngủ thì em đánh thức nó dậy thì làm sao? Em ơi, em sợ đánh thức nó dậy. Trời ơi, con chỉ đang ngủ bây giờ nó bị đánh thức luôn rồi em ơi. À dạ dạ, dạ thôi thôi em xin lỗi. Thôi chị cúp máy đi, cho để cháu nó ngủ nha. Đừng để cháu nó thức. Dạ 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 dạ. Trời ơi, mấy cái đứa này nó ngáo đá hay sao vậy trời? Thiệt tình, ngủ đi con. Trời ơi. Trời cái gì vậy? Ơ trời ơi con. Ơ con. Alo. Chị Tiên ơi em Xìn nè. Trời ơi cái gì nữa vậy em? Chị ơi. Bây giờ chị bình tĩnh nói nghe nè. Bây giờ chị đã lỡ hồi nãy như vậy rồi thì đã phiền rồi. Thì bây giờ chị thương em chị giúp em này.
Hồi nãy trước khi gọi chị em có gọi cho hai bác. Thì bây giờ chị làm ơn chị qua chị xin lỗi hai bác giùm em đi rồi chị ngủ. Nè em, em rảnh quá hả? Em con cái nhà ai vậy? Em có bị điên không? Trời ơi, cái gì mà giữa đêm khuya mà em sai chị giống như con em vậy? Em có biết làm vậy là con chị khóc không? Chị ơi, em nghe tiếng đứa nít nào khóc vậy chị? Con chị đó em. Em bây giờ em phá giấc ngủ của chị chưa đã, sao bây giờ em phá luôn con chị nè. Em có biết là nó khó ngủ lắm không? Trời ơi chị nói cái gì vậy? Em chưa có gọi bé mà. Trời, em còn gọi luôn con chị nữa hả? Không phải, tại vì bây giờ nó thức là cái chuyện là do bé nó tự thức. Em gọi chị mà vô tình nó dậy thôi mà. Em là đứa nào? Hả? Bây giờ em muốn phá nhà chị đúng không? Em xin lỗi chị thôi, bây giờ chị ngủ đi, em nói thiệt chị không có hiểu em. Trời đất ơi, thằng này. Vì không hiểu thì chị đừng có nói với em nữa, thôi để em lo cái chuyện của em đi. Em xin lỗi chị, em nói thiệt em xin lỗi chị luôn, chị không hiểu em. Trời, cái quân nào vậy trời? Trời, tụi con. Không ai hiểu mình hết. Không ai hiểu mình hết. Alo Đức hả? À, tao nè. Tao xin nè. Gì vậy? Khẳng định liền cho tao đi, mày làm mày có đang ngủ hay không? Tao đang ngủ mà. Mày đang ngủ đúng không? Ờ. Tao nói không có sai mà, tao nói không ai hiểu tao hết. Không ai hiểu tao hết. Ờ, rồi sao? Mày đang ngủ đúng chưa? Tao đang ngủ. Vậy mày ngủ liền đi. Tao nói rồi, làm phiền nó. Nó đang ngủ, không ai hiểu tao hết. Alo. Alo Xin hả? Tao nè. Mày mới gọi cho tao đúng không? Tao gọi cho mày chứ ai? À, rồi mày gọi tao, mày nói gì? Tao gọi cho mày, tao hỏi là mày có ngủ hay chưa? À, rồi sao nữa? Thì mày đang ngủ đúng chưa? Tao đang ngủ nè. Thì mày ngủ đi. Nó không ai hiểu tôi. Alo. Alo Xin. Mày mới gọi cho tao đúng không? Hai lần rồi nha. Ủa tự nhiên mày gọi tao nữa đi, mày hỏi tao có ngủ chưa rồi mày kêu tao đi ngủ đi là sao? Hồi nãy tao sợ mày ngủ, tao chỉ gọi nhẹ cho ba mày rồi má mày rồi bà ngoại mày với là chị hai mày để hỏi là mày ngủ hay chưa mà không ai hiểu tao hết. Trời ơi, rồi tại sao mày không gọi thẳng cho tao mà mày gọi cho nguyên một gia đình dòng họ tao vậy vậy? Không, đó chỉ là vô tình họ dậy thôi chứ tao không có kêu họ dậy. Hồi hôm qua nhậu thì tao nhờ nhà mày đúng không? Thì bây giờ tao muốn nói cho mày biết là tao đang ngủ không có được. Tao lạ giường, tao sợ ma, tao ngủ không được đó. Nói chung nó là như vậy đó. Mày lạ giường sao mày hôm qua kế bên mày kêu tao? Mày ngủ nhờ nhà tao mà. Tao phòng kế bên mày, tại sao mày không qua mày kêu tao một tiếng? Mày phải gọi điện thoại mày kiếm tao. Tao sợ mày ngủ, tao sợ quấy rầy mày thôi. Bây giờ mày quấy rầy chưa? Bây giờ thôi ok, bây giờ cái lý do đó mày khó chấp nhận quá thì bây giờ mày đi về giường mày đi. Tao. Ok, tao xin lỗi mày, tao xin lỗi mày. Bây giờ mày đi về giường đi, tao sẽ có một lý do khác. Mày đi về đi. Tao về nha. Mày về đi. Rồi, mày nói đi. Mày bắt máy đi. Ok, rồi. Bây giờ tao nói nè, là hồi hôm qua đi nhậu về, mày lấy lộn điện thoại của tao, còn cái điện thoại tao đang cầm, tao gọi là điện thoại của mày. Đó. Lý do này thuyết phục chưa? Bà nội cha mày. Mày có điên không vậy Xin? Giữa đêm mày gọi cho tao, mày gọi nguyên dòng họ tao vậy để hỏi tao còn thức hay không. Mày lịch sự một cách biến thái vậy Xin? Tao đâu có mướn mày Xin. Mày xỉn, tao đưa mày về tao thương mày. Mày ói đầy người tao, mày ói đầy nhà tao, tao phải lo cho mày. Rồi bây giờ giữa đêm mày hành hạ tao, mày hành hạ nguyên gia đình tao. Sao vậy Xin? Đức, nghe tao nói. Để đi, đừng kêu tao. Mày đừng nói tao không nghe. Đức, đừng kêu nữa, tao không muốn nghe. Tao không muốn nghe. Không ai hiểu mình hết. Không ai hiểu mình hết. Tức thiệt.
không ai hiểu mình hết. Làm gì? Mà nhỏ nó khóc quá trời. Mấy nó có bệnh không ta? Sao vậy? Con muốn rối loạn tình tình cả đêm luôn á. Sao vậy? Má hỏi con trai cưng của má kìa. Chơi với cái thường nào. Gọi con cả một đêm con không có ngủ được. Ba cũng đâu có từ. Ba luôn hả? Trời nó cơ ba bốn cuộc. Này tao nó không có tha đâu. Nó cũng gọi má ra trời con nè. Giữa đêm phía nó gọi ba cuộc luôn. May là tao giục cái điện thoại luôn để nó gọi tới sáng. Ơi, sao kỳ vậy ta? Ở đâu ra vậy? Hả? Dạ. Sao không trả lời? Nó đâu rồi? Nó ở trên lầu á. Ấp cái gì? Hả? Con nè, chào cả nhà. Đó đó. Con là Xìn nè. Xìn! Trời ơi, ông Xìn ơi, ông Xìn. Ông khiến cả gia đình nhà ông hỏi nhà tôi là lao phổi. Tôi là 6 giờ sáng thức dậy đi làm ở nhà. Bây giờ đồng hồ coi. 5 giờ 15 rồi mà thôi, đứng tôi nói chuyện với mày vậy hả? Tao không ngủ. Thức dậy hôn chết luôn. Trời ơi, còn tao này, tao mới vậy á. Mày nhìn con tao đi, tới mới có bay lớn rồi nó ngủ không được. Nó nhăn này, mày nhìn đi, nó nhăn còn hơn mặt mày nữa, mày thấy không? Con lại ông Xìn. Con nói thiệt, bây giờ con tệ với gia đình mình quá rồi. Cái tình huống này con không mong muốn. Bây giờ cho con hỏi một câu đi. Hỏi gì? Gia đình mình có ai sẵn lòng hay không? Mở cửa cho con về đi, không ai hiểu con hết. Trời ơi, mày nghĩ sao? Mày giật đầu cả cái gia đình của tao vậy? Trắng mắt gì mày một đêm mà mày nói là không hiểu mày? Đừng ai ra xin nữa. Cái gì vậy? Đừng có đánh Đức. Trời ơi, đừng có đánh Đức, có nó hiểu con. Đúng, nó là bạn con. Đúng. Mày hiểu tao cái gì? Mày mở cửa cho tao về. Mở cửa đúng không Xìn? Mày hiểu tao đó. Rồi, đừng mở cửa. Để tao mở cửa mã cho mày luôn. Mà uống nào với mày vậy? Mày của thằng nguyên cái gia đình tao. Mất ngủ gì mày? Mày đứng lại đó. Trời ơi, nguyên cái gia đình tao. Mất ngủ uống nước với mày. Đạo mà bây giờ mày có thể mở cửa. Trời ơi, mày đứng đó. Hả? Mày hả thế? Mày biết không cái gì? Tao nè. Đúng rồi. Mượn là phải trả. Mày đừng có trách con dao này nữa chứ. Chết tới nơi này không lo.